Thì hôm nào đừng bỏ cuộc. Bây giờ nó nói hai này vuông góc đúng không? Nó nói hai thằng này vuông góc. Như vậy mình lấy nó nhân nhau, mình cho nó bằng không cái đi rồi tính. Nhưng mà mình phải đoán được trước đó cái đề nó kêu tính gì, góc giữa A với B phải không? Vậy giờ mình tính công thức cái đi. Cos của góc phi là bằng tích vô hướng chia độ dài. Độ dài là 1, 1, thấy không? Như vậy thực ra là bài này kêu tính tích vô hướng thôi. Thương hiểu nè. Tích vô hướng chia tích độ dài. Như vậy là em tính được tích vô hướng là em sẽ có mọi thứ. Rồi, vậy giờ nhân hai này lại cho bằng 0. 2 phần 5 vector A trừ 3 vector B nhân vector A cộng vector B bằng 0. Rồi mấy em nhân vô nha. Thầy nhân A bình B bình cái nha. 2 phần 5 A nhân A là 2 phần 5 A bình nè. Trừ 3 B nhân B là trừ 3 B bình. Chú ý, cái này là 2 phần 5 AB trừ 3 AB là nhiêu? Thu gọn luôn. Sao ủa? Này nhấn này, này nhấn này. 2 phần 5 trừ 3 trừ 13 phần 5 vector A nhân vector B bằng 0. Cái này phải bằng 1 không? Đúng không? Vậy là mình sẽ có là 2 phần 5 trừ 3 bằng 13 phần 5 vector A nhân vector B. Vậy là vector A nhân vector B bằng gì? Nguyên cái 2 phần 5 trừ 3 chia cho 13 phần 5 bấm ai? Trừ 1. Vậy này là trừ 1. Mà nếu nó trừ 1 thì là 180. Ship có trừ 1 là 180. Rồi. Cứ hỏi. Vậy 2 phần 5 vector A nhân vector A là 2 phần 5 A bình. Rồi. Thì nhân từ từ. Nhân từ từ em. Nhân phân phối vô á. Có 4 cái. Này nhấn này. Này nhấn này. Này nhấn này. Này nhấn này. Ừ. Thì nhân vô thu gọn ra được cái này nè. Thương hiểu này chưa? Đúng. Đâu có. Làm gì mà dài dòng. Coi chừng em hỏi câu khác rồi đó. Coi chừng cái câu em coi lại là cái câu khác. Để hãy lấy cái câu dài dòng cho em coi. Chém em cái đi.